áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì, vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô Hạnh lại tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trong cái video bài học ngày hôm nay. Vậy trong video này cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung gì? Thì chắc chắn là các bạn đã cũng đoán ra được rồi, đúng không? Đó là chúng ta sẽ đi giải một cái đề thi học kỳ 1 lớp 6 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Vậy thì cô và các bạn đã cùng đồng hành cùng nhau trong cả một học kỳ 1 rồi. Và sắp tới sẽ là một cái khoảng thời gian rất là quan trọng. Đó là các bạn sẽ tham gia cái kỳ thi học kỳ 1, đúng nào? Vậy thì cũng như các bác nông dân ý, thì là đến cái thời kỳ thu hoạch rồi. Vậy thì thu hoạch làm sao để cho nó tốt này, đạt cái năng suất cao nhất, thì chúng ta cũng phải được là rèn giũa này, rèn luyện bằng cách là làm thật là nhiều cái đề thi thử, đúng không nào? Vậy thì cô và Vietjet đã xây dựng hai cái đề thi học kỳ 1 đối với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là đề thứ nhất thì bao gồm cả gì nhỉ? Cả tự luận và trắc nghiệm. Và đề thứ hai này thì chúng ta sẽ giải trong cái video này, đó là 100% sẽ là trắc nghiệm. Đó, để cho các bạn có thể là nhiều cơ hội, có nhiều cơ hội rèn giũa thì chúng ta sẽ đạt được cái điểm thật tốt trong cái kỳ thi học kỳ 1, đúng không nào? Rồi, và trong cái đề này của chúng ta thì nó sẽ gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Đó, và cái link đề thì cô sẽ gửi ở dưới cái phần bình luận ấy. Đấy, các bạn sẽ tải về này, sau đó thì chúng ta sẽ làm thử này. Rồi, sau khi làm thử xong thì chúng ta sẽ so sánh với đáp án của cô bằng cách là xem video này, đúng không nào? Rồi, đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào giải từng câu ở trong cái đề này nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu số 1 này. Câu 1, cách viết nào sau đây về tập hợp là đúng? Câu A, câu B, câu C và câu D. Vậy thì chúng ta lại nhớ lại cho cô cách biểu diễn một tập hợp. Ví dụ ở đây tập hợp của chúng ta tên là tập hợp A, đúng không? Thì tập hợp A của chúng ta nó phải biểu diễn bằng chữ cái in hoa. Đấy, là A, sau đó bằng này. Và tiếp theo biểu diễn bằng cách là chúng ta sẽ có là mở ngoặc nhọn này. Sau đó các phần tử của tập hợp A thì được viết ở trong dấu ngoặc nhọn và được ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Vậy bây giờ chúng ta soi xem là đáp án nào thì tập hợp A được viết như vậy. Thì đó chính là phương án đúng, đúng không nào? Rồi, vậy bây giờ câu A chúng ta sẽ quan sát cho cô. Câu A này sai tại vì sao? Vì là ở đây chúng ta thấy đây là ngoặc vuông, vậy thì không được. Tiếp theo câu B, câu B cũng không được vì đây lại là ngoặc tròn. Và câu C thì ở đây lại không có ngoặc, vì vậy cũng không được. Và câu D thì chúng ta thấy tập hợp A này viết đúng rồi, đúng không? Tập hợp A này thì là có, vậy quan sát cho cô là nó sẽ được viết các phần tử ở trong dấu ngoặc nhọn này. Và giữa các phần tử thì được ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy, chưa? Và tên của tập hợp thì người ta viết bằng chữ cái in hoa là chữ A, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được ngay câu số 1, đáp án đúng sẽ là đáp án D. Chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang cho cô câu 2 nhé. Câu 2, ba số nào sau đây là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần? Câu A, B trừ 1, B, B cộng 1. Câu B như thế này, tiếp theo là câu C và câu D. Vậy chúng ta sẽ cùng quan sát xem là các bạn sẽ chọn phương án nào. Chắc chắn là nhiều bạn khi nhìn vào đây là nhiều bạn nhanh tay là các bạn chọn ngay câu A. Vì các bạn thấy đây, B trừ 1, sau đó đến B rồi B cộng 1, tăng dần, liên tiếp tăng dần đây. Nhưng mà chúng ta lại quên mất một cái điều kiện ở đây, đó là gì? Là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nhá, câu A này, B của chúng ta thuộc tập hợp N, N sao? N đúng không? Là tập hợp số tự nhiên. Vậy thì N này, B này sẽ là các số có thể là 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Đấy, thế thì khi mà chúng ta có là 0, B mà bằng 0 chẳng hạn nhá, thì 0 nó nhỏ hơn 1, vì vậy mà ở đây nó sẽ ra một số là số gì nhỉ? Số nguyên âm, đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ thấy là gì? Đây sẽ không là số tự nhiên. Đấy, tức là B trừ 1 sẽ không là số tự nhiên. Vậy chúng ta không được thể nào mà chọn phương án A được, đúng không nào? Tiếp theo câu B. Câu B này thì có thể chọn được không? Có, đúng không? Đây, B, B cộng 1, B cộng 2. Với B là số tự nhiên. Đấy, được chưa? Rồi, vậy chúng ta chắc chắn sẽ chọn được phương án B rồi. Tiếp theo là câu C. Câu C là 2B, 3B, 4B. Vậy thì đây không phải là ba số tự nhiên liên tiếp.
Rồi, tiếp theo là B cộng 1, B, B trừ 1. Đây là sai, tại vì chúng ta thấy là cũng giải thích tương tự giống như câu A cho cô, đúng nào? Rồi, vậy câu 2 mình sẽ chọn được đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu 3 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 3. Câu 3 này, cho tập hợp M bằng mở ngoặc nhọn A chấm phẩy 5 chấm phẩy B chấm phẩy C, khẳng định nào sau đây là sai? Đấy, các bạn lưu ý nhá, ở đây người ta yêu cầu chúng ta chọn cái khẳng định sai. Vậy câu A, 5 thuộc tập hợp M. À, phần tử 5 này thuộc tập hợp M. Ok, đúng rồi. Tiếp theo, A thuộc tập hợp M. Ok, tiếp theo câu C, D không thuộc tập hợp M. À, câu này cũng đúng, đúng không? Tại vì trong tập hợp M này không có phần tử nào là D. Vậy thì D đương nhiên là không thuộc tập hợp M rồi. Đó, vậy câu C cũng là câu đúng. Thế còn câu D, câu D người ta bảo C không thuộc tập hợp M. À, rõ ràng chúng ta thấy là phần tử C nó đứng lù lù ở trong cái tập hợp M này, đúng không? Vậy thì ở đây người ta lại bảo là không thuộc, thì tức là sai rồi. Đấy, vậy chúng ta sẽ chọn cho cô phương án sai ở đây là phương án D. Chưa? Rồi. Tiếp theo là câu số 4. Câu 4 này, viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10. À, đây nhá, cái tập hợp A này nó gồm có các phần tử phải thỏa mãn điều kiện này. Thứ nhất là phải là số tự nhiên, thứ hai là phải lớn hơn 5 và thứ ba là phải nhỏ hơn 10. Vậy thì các số đó sẽ là 6, 7, 8 và 9, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta xem tập hợp A nào mà gồm các phần tử như vậy thì chúng ta sẽ kết luận cho cô. Ở đây chúng ta thấy ngay là phương án nào nhỉ? Phương án A, đúng không? 6, 7, 8, 9. Rồi, ok, vậy chọn phương án A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 5. Đó, câu số 5, giá trị của tổng M bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng 7 cộng chấm chấm cộng 97 cộng 99 là câu A là 5050, câu B 2500, câu C 5000 và câu D là 2450. Đó, vậy thì câu này mình sẽ tiến hành giải cho cô. Đầu tiên là mình sẽ tính cho cô đó là số số hạng, đúng không nào? Số số hạng này, sau đó thì chúng ta sẽ tính tổng dựa vào số số hạng nhé. Bây giờ câu này cô sẽ tiến hành giải này. Đây, đầu tiên các bạn sẽ tính cho cô là số số hạng. Là đây, chúng ta sẽ lấy cho cô số lớn nhất này. Rồi, số lớn nhất là 99. Đấy, trừ số nhỏ nhất là 1 này. Rồi chia cho khoảng cách. Ở đây là gì đây? À, chúng ta thấy là các cái số này, các cái số hạng này thì nó tăng dần, đúng không? Tăng dần và hơn kém nhau là 2 đơn vị. Đây, 1, 3, 5, 7, chấm chấm, cộng 97, cộng 99, hơn kém nhau 2 đơn vị. Vậy khoảng cách ở đây sẽ là 2. Cô sẽ chia cho 2. Rồi cộng với 1 này thì sẽ bằng 99 trừ 1 bằng 98. 98 chia cho 2 thì được 49. 49 cộng 1 thì bằng 50. Số hạng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính được tổng M nhá. M sẽ bằng, đấy, M sẽ bằng gì đây? À, chúng ta sẽ có là lấy số lớn nhất, đó là số 99 này. Rồi, cộng với số nhỏ nhất là số 1 này, nhân với số số hạng, đó là 50. Rồi, được bao nhiêu chia cho 2? Đấy, thì các bạn sẽ tìm được cho cô xem bằng bao nhiêu. 99 cộng 1 là 100. 100 nhân với 50 thì sẽ là 5000, đúng không? 5000 chia 2 thì sẽ bằng 2500. Đó, vậy cái tổng này sẽ bằng bao nhiêu? 2500. Vậy các bạn sẽ chọn cho cô phương án đúng ở đây là phương án B nhá. Rồi. Đó là câu 5 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang cho cô câu 6 nhá. Câu 6 của chúng ta như sau. Rồi, cho tập hợp A bằng này, mở ngoặc nhọn 6, 7, 8, 9, 10. Viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem này. Ở đây người ta đang viết bằng cách đó là liệt kê. Bây giờ chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta chuyển từ cái cách liệt kê này sang cái cách đó là chỉ ra tính chất đặc trưng, đúng không? Rồi, hay nói cách khác là nêu ra tính chất đặc trưng đấy.
Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Chúng ta thấy là 6, 7, 8, 9, 10 thì chúng ta thấy đây đều là các số tự nhiên. Vậy khi đó chúng ta sẽ viết được là A sẽ bằng này, mở ngoặc nhọn, X thuộc tập hợp số tự nhiên, tức là tập hợp N. Sao cho? Nào, bây giờ lấy từ số 6 đến số 10, vậy thì chúng ta sẽ biểu diễn là 6 nhỏ hơn hoặc bằng X. Đấy, nhỏ hơn hoặc bằng 10. Hoặc là cách thứ hai chúng ta có thể biểu diễn là 5 nhỏ hơn X, nhỏ hơn bao nhiêu nhỉ? Nhỏ hơn 11, đúng không? Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ soi xem đáp án nào sẽ là đáp án đúng nhá. Ở đây chúng ta thấy ngay đáp án A sẽ là phương án đúng, đúng không? Rồi, tiếp theo câu B thì mình thử xem là câu B tại sao lại sai nhá. Đây chúng ta thấy là 6 nhỏ hơn X, nhỏ hơn bằng 10. Nếu mà biểu diễn như này thì tức là chúng ta đang không lấy số 6, vậy là sai. Tại vì rõ ràng có số 6 ở trong tập hợp A đây, đúng không? Tiếp theo là câu C. Câu C này thì là cũng là sai. Tại vì nếu biểu diễn như này thì tức là không lấy số 10 thì là sai. Tiếp tục là 6 thì làm sao lớn hơn bằng X mà lại lớn hơn bằng 10 được, đúng không? Rồi, tức là không có số X nào mà nhỏ hơn hoặc bằng 6 nhưng mà lại lớn hơn hoặc bằng 10 thì là không có số tự nhiên nào như vậy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có là chọn phương án A hay là phương án đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 7 nhá. Câu số 7 này, kết quả của phép tính 5 mũ 7 nhân 18 trừ đi 5 mũ 7 nhân 13 bằng. Vậy bây giờ chúng ta bài này chúng ta sẽ phải sử dụng cho cô đó là cái tính chất phân phối giữa phép nhân đối với ở đây là phép trừ, đúng không? Thì ở đây cô có nhá. Đây, cô sẽ giải ra đây này. 5 mũ 7 nhân 18 trừ đi 5 mũ 7 nhân 13. Đấy, thì ở đây cô sẽ có được là bằng. Ở đây cô sẽ có là bằng 5 mũ 7 nhân với 18 trừ đi 13. Đấy, chúng ta nhớ cho cô cái tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng, phép trừ này. Ví dụ ở đây là A nhân với mở ngoặc B cộng C hoặc là B trừ C như thế này. Thì chúng ta có thể viết được bằng là gì? A nhân với B cộng trừ A nhân với C. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tương tự đấy, chúng ta cô vừa áp dụng phần tính chất này vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là bằng 5 mũ 7 nhân với 18 trừ 13 thì sẽ bằng 5. Rồi, vậy ở đây 5 mũ 7 nhân 5 nhân 2 lũy thừa có cùng cơ số. Vậy chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số và cộng số mũ. Đấy, cộng số mũ 7 cộng với ở đây là 1 này thì sẽ bằng 8. Vậy chúng ta sẽ chọn được phương án ở đây là phương án B. Được chưa? Rồi, đó là câu số 7. Tiếp theo chúng ta làm cho cô câu số 8 nhé. Câu số 8 của chúng ta như sau. Là phép tính nào sau đây đúng? Câu A này, 2 mũ 2 nhân 2 mũ 5 bằng 2 mũ 10. Câu B, 2 mũ 2 nhân 2 mũ 5 bằng 2 mũ 3. Câu C, đấy. Và tương tự là câu D. Thế thì bây giờ chúng ta thấy đây đều là các phép là phép nhân hai lũy thừa có cùng cơ số, đúng không? Vậy thì chúng ta nhắc lại đó là muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số và cộng số mũ. Vậy ví dụ ở đây cô có này là A mũ M mà nhân với A mũ N thì sẽ bằng A mũ M cộng N. Đó, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ xem phương án nào là phương án đúng nhá. Câu A này chắc chắn sai rồi. 2 mũ 2 nhân 2 mũ 5 thì người ta lại viết là 2 mũ 10, vậy là sai. Tức là người ta đang đem nhân số mũ, đúng không? Sai này. Câu B, ở đây người ta lại trừ số mũ này, 5 trừ 2 bằng 3, vậy sai. Câu C là 2 mũ 2 nhân 2 mũ 5, bằng 2 mũ 7, đúng rồi. Bằng 2 cộng 5 thì sẽ bằng 7, vậy ở đây là 2 mũ 7. Rồi, tiếp theo là câu D cũng là sai. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phương án C. Đó là câu số 8. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 9 nhé. Câu số 9 của chúng ta như sau. Đó là số nào sau đây chia hết cho 5? Vậy chúng ta lại nhớ lại cho cô dấu hiệu chia hết cho 5. Thì các số chia hết cho 5 là các số như nào nhỉ? Có tận cùng là, có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Vậy chúng ta sẽ sử dụng cái dấu hiệu đó để chúng ta làm bài này. Vậy chúng ta thấy ở đây là có phương án A là 2020. Có chữ số tận cùng là 0. Chắc chắn nó sẽ chia hết cho 5 rồi. Vậy số này chia hết cho 5 nhá. Chúng ta sẽ chọn phương án A luôn cho cô.
Còn phương án B thì chữ số tận cùng là 7, không chia hết cho 5. 8, tương tự câu C là chữ số tận cùng là 8. Câu D chữ số tận cùng là 9. Vậy thì các số này không chia hết cho 5. Chưa? Tiếp theo là câu số 10. Số nào chia hết cho 3? À, vậy chúng ta lại nhớ lại cho cô dấu hiệu chia hết cho 3. Thì các số mà có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Đấy, và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. Thì chúng ta thấy đây, đây chúng ta thấy là 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. Đấy, thì ở đây sẽ bằng 8 đúng không? 8 không chia hết cho 3. Vậy số 2222 không chia hết cho 3. Tiếp theo câu B, 33.334 thì có tổng các chữ số là 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 4. Thì ở đây là 16 đúng không? 16 không chia hết cho 3 thì số 33.334 cũng không chia hết cho 3. Tiếp theo là câu C. Câu C là ở đây là 999.997. Vậy có tổng các chữ số này 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9 cộng 9. Vậy cô có thể là làm nhanh là bằng 9 x 5. 9 x 5 là 45 này. 45 cộng với 7. Đấy, thì sẽ bằng 52. 52 không chia hết cho 3. Vậy thì câu C này, số này cũng không chia hết cho 3. Tiếp theo là câu D. Đây là số 123.456 thì có tổng các chữ số này 1 cộng 2 là 3 này, 3 cộng 3 là 6, 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 5 là 15, 15 cộng 6 là 21. 21 thì chia hết cho 3, vì vậy số này sẽ chia hết cho 3. Vậy chúng ta chọn cho cô được phương án đúng là phương án D, chưa? Rồi, đó là câu số 10. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 11 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 11 này. Đó là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là câu A người ta bảo là số 100 thì câu này sai đúng không? Tại vì là 100 thì là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số thì là đúng rồi. Nhưng mà ở đây người ta bảo là 3 chữ số khác nhau cơ. Đấy thì số 100 lại là sai. Tiếp theo câu B là 123 thì cũng không phải, đúng không? Câu C là 132 thì cũng vậy. Vì vậy mà chúng ta sẽ chọn ở câu này sẽ là một đáp án khác. Vậy thì đáp án đó là gì? Các bạn sẽ cùng bình luận phía dưới cho cô nhé. Và ở đây thì chúng ta có thể tìm ra được là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau thì sẽ là số 102. Đúng nào? Rồi, đó. Vậy chúng ta sẽ chọn ở đây là phương án D, chưa nào? Rồi, đó là câu số 11. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 12. Câu 12 này, khi viết thêm một chữ số 2 vào cuối của một số tự nhiên khác không thì số đó, câu A tăng gấp 2 lần, câu B tăng gấp 10 lần, câu C tăng gấp 10 lần và thêm 2 đơn vị và câu D tăng gấp 12 lần. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy một cái ví dụ nào đó nhá. Ví dụ ở đây cô sẽ có là số 84 đi chẳng hạn. Đấy, số 84 này bây giờ cô viết một chữ số 2 vào cuối của số này thì tức là 84 thì sẽ thành là 842. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là số 842 nó sẽ gấp 10 lần so số với số 84, đúng không? Vì chúng ta thấy là số 840, 842 thì sẽ bằng là 840 này cộng với 2. Đấy, các bạn thấy là số 840 thì gấp 10 lần. Đấy, số 84 gấp 10 lần. Gấp 10 lần số 84 và ngoài ra thì nó còn thêm 2 đơn vị nữa. Vì vậy mà chúng ta sẽ chọn cho cô ở đây phương án đúng sẽ là phương án C nhá. Phương án C, được chưa? Rồi, đó là câu số 12. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu số 13. Câu số 13 của chúng ta đó là số 19 được ghi bởi số La Mã là câu A, câu B. Câu A thì ở đây chúng ta sẽ đọc cho cô này. Ở đây chúng ta sẽ thấy là câu A này thì là sai, đúng không? Rồi, tiếp theo là câu B. Câu B thì số này của chúng ta sẽ là số, đây là 10 này, 15 này. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là số 19 thì chúng ta thấy là không viết như thế này, đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ chọn được phương án đúng ở đây là phương án D. Đấy, được chưa? Rồi, phương án đúng sẽ là phương án D. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô đó là câu số 14 nhé. Câu 14 này, phép tính 8 cộng 8 cộng 8 cộng 8 cho kết quả là
thì chúng ta thấy là có 4 số 8 cộng vào với nhau, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết được gọn lại là sẽ đưa về dạng tích, đó là 8 x 4 và sẽ bằng 32. Đấy, vậy ở đây chúng ta sẽ viết được là 8 x 4. Vậy chọn phương án C. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 15. Chúng ta thấy là những cái câu ở phần đầu này thì nó rất là dễ, là những cái câu mà cho chúng ta gần như là lấy điểm đấy. Tiếp theo thì càng về sau nó sẽ càng khó hơn, được chưa? Rồi, câu số 14 này. Câu 15. Phép chia nào sau đây là phép chia hết? Vậy xem là phép chia nào và phép chia hết nhá. Đó là 123. 123 chia cho 3 thì có phải là phép chia hết không? Thì chúng ta thấy xem là 1 cộng 2 cộng 3. 1 cộng 2 cộng 3 thì sẽ là mấy? Là 6, đúng không? 6 thì chia hết cho 3, vì vậy 123 chia hết cho 3. Vậy câu A này sẽ là phép chia hết. Đó, chúng ta chọn câu A. Tiếp theo câu B này không là phép chia hết, đúng không? 6 mũ 5 chia cho 5 thì chúng ta thấy là 6 là cơ số này, nó không chia được cho 5, vì vậy mà ở đây chúng ta thấy là câu B không chọn. Câu C thì 1 cộng 2 cộng 4 thì là 7, không chia hết cho 3. Tiếp theo 1, 2, 3, 4 cộng vào với nhau thì sẽ là bao nhiêu? Là 10. 10 không chia hết cho 3, vì vậy mà 1234 sẽ không chia hết cho 3. Vậy chúng ta chọn được phương án đúng là phương án A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu 10. Ở đây sẽ là câu 16 nhá. Câu 16 này. Đấy. Biết đây. Đấy. Mở ngoặc vuông, mở ngoặc tròn, x trừ 3 tất cả bình phương cộng 7 đóng ngoặc vuông nhân với 2 bằng 14. Vậy giá trị của x là. Đấy. Thì bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài này nhá. Giải ra tìm cho các bạn x này. Đấy, tất cả bình này cộng với 7 này nhân với 2 này bằng 14. Vậy thì các bạn lưu ý cho cô là khi mà làm các bài tìm x mà có chứa dấu ngoặc như này ý, thì chúng ta sẽ làm cho cô từ ngoài vào trong, được chưa? Rồi ban đầu chúng ta sẽ giữ nguyên cho cô đây là x trừ 3 tất cả mũ 2 cộng với 7 này. Rồi và chúng ta sẽ coi cho cô cả cái cụm này, cả cái ngoặc vuông này là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy 14 chia cho 2, viết nguyên ở bên này sẽ là x trừ 3 tất cả bình phương cộng với 7 này sẽ bằng 14 chia cho 2 thì sẽ bằng 7. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục này, giữ nguyên cho cô cái bình phương này thì sẽ là x trừ 3 tất cả bình phương. Và anh này thì đóng vai trò là gì nhỉ? Là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy ở đây sẽ bằng 7 trừ đi 7. Vậy cô sẽ có là x trừ 3 tất cả mũ 2 thì sẽ bằng 7 trừ 7 bằng 0. Đấy, x trừ 3 tất cả mũ 2 bằng 0. Vậy thì tức là x trừ 3 sẽ bằng 0. Và các bạn sẽ tìm được cho cô là x sẽ bằng 0 cộng 3. Đấy, muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Kết quả là x sẽ bằng 3. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được cho cô là phương án B, đúng không nào? Rồi, phương án B nhá. Đó là câu số 16. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 17 nhá. Tiếp theo sẽ là câu số 17 này. Câu 17, nếu m bằng 12a cộng 14b thì câu A, m chia hết cho 4. Câu B, m chia hết cho 2. Câu C, m chia hết cho 12. Và câu D là m chia hết cho 14. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát, nhớ lại cho cô tính chất chia hết của một tổng, đúng không? Nếu tất cả các số hạng của tổng mà cùng chia hết cho một số thì cả cái tổng đó sẽ chia hết cho số đó. Vậy thì khi đó chúng ta thấy nhá, ở đây chúng ta thấy ở 12A và 14B thì sẽ đều chia hết cho mấy các bạn nhỉ? Đều chia hết cho 2, đúng không? Vậy thì khi đó cả cái tổng này sẽ chia hết cho 2. Vậy ở đây các bạn sẽ tìm được cho cô đáp án đúng sẽ là đáp án A. Đó, được chưa? Vậy chúng ta sẽ khoanh vào cho cô là phương án A nhá. Rồi, câu 17. Cô xin lỗi, ở đây sẽ được khoanh được là phương án B, đúng không? Đây là M chia hết cho 2. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 18. Câu 18 của chúng ta như sau. Là nếu A chia hết cho M và B chia hết cho M thì M và M thuộc N sao? Thì câu A này, M là bội chung của A và B. Câu B, M là ước chung của A và B. Câu C, M chính là
ước chung lớn nhất của A và B, và câu D, M chính là bội chung nhỏ nhất của A và B. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát A chia hết cho M này, B cũng chia hết cho M. Vậy thì ở đây M lại thuộc N sao? Thì khi đó chúng ta sẽ có là M phải thuộc ước chung của A và B, đúng không? Rồi, đấy, vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô ở đây phương án đúng sẽ là phương án B nhá. 18B này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 19. Câu 19 tìm ước chung của 9 và 15. Tìm ước chung của 9 và 15 thì chúng ta sẽ tìm như nào nhỉ? Chúng ta sẽ có là xem là ở bài này thì chúng ta có thể tìm ước chung thông qua ước chung lớn nhất, hoặc là các bạn có thể làm theo kiểu là chúng ta sẽ xem những cái đáp án này, sau đó chúng ta xem đáp án nào mà chúng ta thấy là đúng, thỏa mãn thì chúng ta sẽ chọn. Chứ ở đây chúng ta có nhá, ước chung của 9 và 15 thì cô sẽ tìm ước chung lớn nhất của hai số này trước, sau đó cô suy ra ước chung. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có phân tích số 9 ra thử số nguyên tố này. 9 thì sẽ bằng là 3 mũ 2. Tiếp theo 15 thì sẽ bằng 3 nhân 5. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm cho cô xem là thừa số nguyên tố chung thì ở đây chúng ta thấy là có 3, đúng không? Đấy. Chỉ có thừa số nguyên tố chung là 3 thôi. Ước chung lớn nhất của 9 và 15 sẽ là bằng. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy chọn ra thừa số nguyên tố chung này là 3. Và lấy với số mũ là nhỏ nhất. Vậy ở đây chúng ta thấy là ước chung lớn nhất ở đây sẽ là 3. Đấy, của hai số này là 3. Vậy thì suy ra là ước chung của mấy đây? Của 9 và 15 thì chính là bằng ước của ước chung lớn nhất, đúng không? Rồi, ước của ước chung lớn nhất tức là ước của 3. Ước của 3 thì chính là 1 này, 3. Đấy, vậy chúng ta sẽ chọn cho cô được phương án đúng ở đây là phương án A. Vậy câu 19A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 20. Câu 20 này, tìm ước chung lớn nhất của 16, 32 và 112. Vậy thì đối với những bài mà người ta yêu cầu chúng ta tìm ước chung lớn nhất thì bao giờ các bạn sẽ thử xem là cái số nhỏ nhất trong các số đó. Đấy, thì ở đây chúng ta xác định đây là số 16, đúng không? Thì chúng ta xem các số còn lại có chia hết cho cái số nhỏ nhất này hay không. Nếu các số còn lại chia hết cho số nhỏ nhất này thì số nhỏ nhất đó chính là ước chung lớn nhất của các số đã cho. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng kiểm tra trước nhá. Là 32 chia hết cho 16 rồi. Đấy, tiếp tục là 112 cũng chia hết cho 16 tại vì nó bằng 7. Vì vậy mà chúng ta thấy là 16 chính là ước chung lớn nhất của 16, 32 và 112. Rất là nhanh, đúng không? Thay vì nhiều bạn là phải lần mò mẫm đi là phân tích các số này ra thử số nguyên tố rồi tìm ra ước chung lớn nhất, thì chúng ta thấy các bạn mà biết được cái phương pháp đặc biệt này thì chúng ta sẽ làm được câu này rất là nhanh, đúng không? Làm những cái câu trắc nghiệm này chúng ta sẽ những câu dễ. Câu dễ là chúng ta sẽ cố gắng là làm sao tiết kiệm thời gian nhất có thể nhưng mà vẫn đảm bảo là đúng. Đấy, để mình sẽ dành thời gian cho những câu khó hơn, đúng chưa? Bây giờ chúng ta câu này chúng ta sẽ chọn ngay được phương án, đó là phương án C nhá. Câu 20C. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 21 này. Ở đây cô sẽ viết dịch sang bên này nhá, 20C. Tiếp theo là câu 21. Số tự nhiên A lớn nhất thỏa mãn 90 chia hết cho A, 135 chia hết cho A và là số nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta quan sát nhá. Số này là số tự nhiên A. Số tự nhiên đúng không? Và A này lớn nhất này. Đấy. Và nó thỏa mãn là 90 chia hết cho A và 135 chia hết cho A. Thì khi đó chúng ta sẽ có là A chính là gì đây? Là ước chung lớn nhất của 90 và 135, đúng không? Đấy, thì chúng ta có nhá. Giải cho cô câu này để tìm ra lời giải. Đấy, bây giờ chúng ta có là vì 90 chia hết cho A, 135 cũng chia hết cho A. Đấy, và A lớn nhất. Đấy, từ ba điều này nên chúng ta sẽ có là
A chính là ước chung lớn nhất. Nên A sẽ là ước chung lớn nhất của 90 và 135. Đấy, bây giờ các bạn tìm cho cô ước chung lớn nhất của hai số này. Thế thì ở đây chúng ta thấy 135 không chia hết cho 90. Vì vậy mà chúng ta không thể làm theo cái cách đặc biệt như vậy được. Trong trường hợp đặc biệt như vậy. Vì vậy mà chúng ta sẽ phải phân tích các số này ra từ số nguyên tố, đúng không? Tìm ra ước chung lớn nhất nhá. 90 thì sẽ bằng là, sẽ bằng 2 nhân 3 mũ 2 nhân 5. Tiếp theo số 135. 135. Đấy thì phân tích ra thử số nguyên tố ra nháp cho cô này. Đây cô có nhá. 135 này chia cho, ở đây cô sẽ chia cho 3 đầu tiên thì cô sẽ được bao nhiêu? 13 chia cho 3 thì được 4 này, vậy còn dư 1. 15 thì chia cho 3 thì sẽ là tiếp tục này. 15 chia cho 3 thì bằng 5, và đây là 45 này. 45 bây giờ cô chia tiếp tục cho 3 thì sẽ bằng 15. 15 chia 3 thì được 5. 5 chia 5 thì được 1. Vậy ở đây sẽ là 3 mũ 3 nhân 5. Đấy, vậy đây là 3 mũ 3 nhân 5 nhá. Rồi, vậy bây giờ từ đây chúng ta sẽ suy ra cho cô ước chung lớn nhất của 90 và 135 này sẽ bằng. Nào, chọn ra cho cô các thử số nguyên tố chung nào. Rồi, đó là chung là mấy nhỉ? 3 và 5. Đấy, ghi 3 nhân 5 vào đây. Rồi, bây giờ chọn các thử số nguyên tố. Mỗi thử số nguyên tố lấy với số mũ nhỏ nhất. Thì ở đây 3 mũ 3 và 3 mũ 2, mũ nhỏ nhất là mũ 2. 5 thì ở đây sẽ là 5. Rồi vậy ở đây kết quả sẽ bằng bao nhiêu? 3 mũ 2 là 9 x 5 là 45. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được phương án đúng sẽ là phương án C. Đúng không? 21 cũng là C. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu 22 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 22. Thì trong hai số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau? À vậy thì hai số như thế nào được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau? Thì các bạn lại suy nghĩ lại cho cô này, đó là hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu ước chung lớn nhất của chúng là mấy nhỉ? À là 1, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ xem số nào, cặp số nào nhá. Thì ở đây chúng ta thấy số 2 và 6 nhá. 2 và 6 thì 6 chia hết cho 2. Vì vậy ước chung lớn nhất của 2 và 6 sẽ là số 2. Vì vậy mà chúng ta thấy là hai số này không nguyên tố cùng nhau. Tiếp theo số 3 và 10. 3 và 10 thì chúng ta thấy là số 3 thì chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Đấy, còn số 10 thì sẽ có các ước là 1, 2, 5 và 10, đúng không? Vậy chúng ta cũng thấy là gì? Hai số này có ước chung lớn nhất là mấy thôi? Là 1. Vì vậy chúng ta thấy là chúng ta sẽ chọn được câu B, đây là hai số nguyên tố cùng nhau. Đấy, câu B nhá. Câu 22B. Rồi, tiếp theo là câu C thì tại sao chúng ta lại không chọn? Vì số 6 và số 9 thì chúng ta thấy có ước chung lớn nhất thì sẽ là số 3. Vì hai số này đều chia hết cho số 3, đúng không? Tiếp theo là 15 và 33 thì cũng sẽ có là ước chung lớn nhất là sẽ là 3. Vì vậy mà chúng ta thấy là chúng ta chọn được phương án đúng là phương án B. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô câu 23 nhé. Câu số 23 của chúng ta như sau. Sẽ là một câu, là một bài toán có lời văn. Thì chúng ta có là một đội y tế có 36 bác sĩ này và 108 y tá, có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để các bác sĩ cũng như y tá được chia đều vào mỗi tổ. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc kỹ đề bài, chúng ta thấy là nhìn thấy thường nhá. Cô chỉ ra cho các bạn là một cái mẹo, đó là thường mà các bạn nhìn thấy là nhiều nhất ý. Đấy, nhiều nhất hoặc là lớn nhất thì chúng ta sẽ nghĩ đến cho cô là ước chung lớn nhất, được chưa? Rồi mà chúng ta lại thấy là có 36 bác sĩ này, 108 y tá đem chia vào các tổ ấy. Đấy, thì tức là bây giờ nếu cô gọi các tổ này, đấy, mà có thể chia được ý, là x chẳng hạn, thì khi đó x sẽ là ước chung của 36 và 108, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là người ta bảo là nhiều nhất thành mấy tổ, tức là số tổ là lớn nhất. Vậy thì khi đó x phải là ước chung lớn nhất của 36 và 108, đúng không? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ quy về cái bài toán là tìm ước chung lớn nhất, được chưa? Rồi, bài này thì nếu mà trình bày ra thì nó sẽ rất là dài. Nhưng mà ở đây vì là câu hỏi trắc nghiệm, vì vậy mà chúng ta sẽ suy luận như vậy, sau đó thì chúng ta sẽ nháp ra thôi. Bạn nhớ chưa? Ở đây chúng ta sẽ có gọi x là số tổ này. Đấy, thì x sẽ thuộc là ở đây chúng ta sẽ có gọi nhá.
Thôi cô sẽ giải ra cho các bạn đi. Để phòng trừ là chúng ta làm bài kiểm tra tự luận thì chúng ta sẽ có thể biết cách trình bày. Chứ là bây giờ cô sẽ gọi nhá. Gọi số tổ nhiều nhất có thể chia đội y tế là x. Đấy, và đây là x tổ này. Và x ở đây phải thuộc n sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có là vì này, chúng ta sẽ có là vì ở đây cô sẽ có là theo bài ra ta có nhá. Đây là 36 sẽ chia hết cho x này. Đấy. Tiếp theo là 108 cũng sẽ chia hết cho x. Và x lớn nhất, x cũng lớn nhất. Vì vậy mà chúng ta sẽ suy ra cho cô là nên, nên là x sẽ thuộc ước chung lớn nhất của bao nhiêu? Của 36 và 108. Đấy, rồi. Vậy ở đây chúng ta sẽ tìm cho cô ước chung lớn nhất của hai số này là bao nhiêu? Thì chúng ta thấy là 108 chúng ta thử trước xem nó có chia hết cho 36 không. Thì chúng ta chia ra nháp nhá. 108 chia cho 36 này. Thì ở đây cô thử là 3 xem nào. 3, 3 nhân 6 là 18 này. Đấy. Thế 8 nhớ 1, 3, 3 là 9, nhớ 1 là 10. À vậy ở đây là chia hết đúng không? Rồi vậy thì tức là gì? Ước chung lớn nhất của hai số này chính là 36. Được chưa? Rồi. Rồi vậy ở đây chúng ta sẽ chọn được là cho cô và đó là phương án A. Được chưa? Câu 23 sẽ là phương án A nhá. Rồi. Tiếp theo sẽ là câu 24. Số tự nhiên A nhỏ nhất khác không thỏa mãn A chia hết cho 18 và A chia hết cho 40. Vậy ở đây chúng ta thấy đây là một số tự nhiên này. Và số tự nhiên này có tên là A. Và A này nhỏ nhất này. Được chưa? A vừa chia hết cho 18 và A vừa chia hết cho 40. Vậy thì khi đó chúng ta thấy là gì? Ở đây chúng ta thấy nhỏ nhất thì chúng ta sẽ suy nghĩ đến là bội chung nhỏ nhất. Được chưa? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có là A chính là bội chung nhỏ nhất của 18 và 40. Đấy. A chính là thuộc bội chung nhỏ nhất của 18 và 40. Ở đây thì chúng ta có thể ghi là giống bằng luôn nhá. Rồi, thế thì ở đây chúng ta có là gì? 18 và 40. Bây giờ chúng ta phải tìm bội chung nhỏ nhất của hai số này bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố này. 18 thì sẽ bằng, ở đây 18 thì cô sẽ phân tích được thành là 2 nhân 3 mũ 2. Tiếp theo 40, 40 thì mình sẽ phân tích được thành bao nhiêu? Ở đây chúng ta có là 40 thì cô có thể phân tích được là bằng 2 mũ mấy nhỉ? 2 mũ ở đây là 2 mũ 3 nhân 5. Đấy, 2 mũ 3 nhân 5. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra cho cô bội chung nhỏ nhất của 18 và 40 sẽ bằng, chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng, nhớ chưa? Bội chung nhỏ nhất thì lại chung và riêng nhá. Rồi, tiếp theo, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Vậy đây, số 2 thì lấy số mũ lớn nhất là mũ 3. Số 3 lấy số mũ lớn nhất đây là mũ 2. Và số 5 mũ lớn nhất là mũ 1. Vậy đây sẽ là 5. Vậy khi đó chúng ta sẽ được là bằng bao nhiêu? 2 mũ 3 là 8 này, nhân 9 này, nhân 5. Vậy sẽ bằng 8 x 5 bằng 40, 40 x 9 thì bằng 360. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án A cho cô. Vậy câu 24 cũng sẽ là phương án A. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 25 nhé. Câu số 25 này là học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 8 thì đều vừa đủ hàng. Biết rằng số học sinh lớp đó trong khoảng từ 40 đến 60 học sinh. Số học sinh của lớp 6A là bao nhiêu? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là số học sinh của lớp 6A này khi xếp hàng thành hàng 2, hàng 3, hàng 6 hay là hàng 8 thì đều vừa đủ, đúng không? Vậy thì khi đó nếu cô gọi số học sinh của lớp 6A là x thì khi đó chúng ta có là x sẽ chia hết cho 2, x chia hết cho 3, x chia hết cho 6 và x chia hết cho 8.
Đấy, vậy thì suy ra là x sẽ thuộc bội chung nhỏ nhất của bốn số này, đúng không? Vậy bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải đi tìm bội chung nhỏ nhất của bốn số này. À, cô xin lỗi, tức là gì? Số học sinh của lớp 6A, tức là x sẽ là bội chung của bốn số này. Được chưa? Và muốn tìm bội chung này, chúng ta sẽ tìm bội thông qua đó là tìm bội chung nhỏ nhất. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tìm nhá. Đấy, x ở đây. Cô gọi số học sinh này, gọi số học sinh của lớp 6A là x nhá. Thì x chia hết cho mấy nhỉ? X chia hết cho 2, x chia hết cho 3, x chia hết cho 6, x chia hết cho 8. Vậy thì từ đây mình sẽ suy ra là x sẽ thuộc bội chung của 2, 3, 6 và 8. Đấy, x thuộc bội chung. Vậy bây giờ mình tìm thông qua bội chung nhỏ nhất. Thì tìm bội chung nhỏ nhất này, thì 2 chúng ta phân tích thì vẫn là 2 thôi. 3 thì sẽ là 3 này. 6 thì sẽ là 2 x 3 này. 8 thì sẽ là bằng 2 mũ 3 này. Rồi, vậy suy ra cho cô bội chung nhỏ nhất nhá. Của 2, 3, 6 và 8 thì sẽ bằng. Nào, chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng thì ở đây sẽ là 2 và 3, đúng không? Rồi, lấy số mũ lớn nhất đối với từng thừa số nguyên tố. Thì ở đây mũ lớn nhất của 2 là 3, mũ lớn nhất của 3 thì là 3. Rồi, vậy ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 24. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm bội chung, bội của 24 thì chúng ta sẽ suy ra là bội chung của ba số này, đúng không? Suy ra bội chung của ba số là 2, 3, 6 và 8 chính là bội của cái bội chung này. Đó là bội của bội chung nhỏ nhất, là bội của 24 nhá. Thì sẽ là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? À, ở đây mình sẽ viết được là bằng này. 24 nhân 0 là 0. Tiếp theo nhân 1 là 24. Nhân 2 là 48. Nhân 3 thì sẽ là 72. Nhân chấm chấm chấm. Đấy. Vậy ở đây chúng ta xem, so cô xem này, số học sinh của lớp 6A nó lại thuộc khoảng từ 40 đến 46, đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm được ngay đó là số 48. Chưa? Vậy chúng ta chọn cho cô phương án C. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 26 nhé. Câu số 26 này, trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử được xếp theo thứ tự tăng dần? À, vậy thì bây giờ chúng ta thấy, quan sát qua cái phần 4 câu hỏi này, câu trả lời này thì chúng ta thấy là chúng ta thấy nó có các số là một số nguyên âm này, số 0 và số nguyên dương, đúng không? Vậy thì chúng ta lại nhớ lại cho cô là đầu tiên chúng ta sẽ có là số nguyên âm, chắc chắn là sẽ nhỏ hơn số 0 rồi. Đấy, tức là số âm nhá, sẽ nhỏ hơn số 0, và số 0 thì sẽ nhỏ hơn số nguyên dương, đúng không? Rồi, vậy thì khi đó ở đây chúng ta sẽ có là mình sẽ sắp xếp theo thứ tự như vậy. Và nhớ lưu ý, khi mà chúng ta so sánh hai số âm với nhau thì số nào có phần số tự nhiên càng lớn thì số đó sẽ càng nhỏ. Nhớ chưa? Ở đây câu A này, các bạn quan sát cho cô. Câu A này thì chúng ta thấy nó đảo lộn như thế này thì tức là câu này chắc chắn sai rồi. Đấy, tiếp theo là câu B. Câu B thì chúng ta thấy là người ta sắp xếp âm 2 sau đến âm 17 thì là sai, đúng không? Tại vì âm 2 như thế nào nhỏ lớn hơn âm 17? Vì số âm 2 này có phần số tự nhiên là 2, âm 17 có phần số tự nhiên là 17. Số 2 nhỏ hơn số 17, vì vậy mà âm 2 sẽ phải lớn hơn âm 17. Vậy câu B này cũng sai. Đó, còn câu C. Câu C này thì đúng rồi này. Âm 17 sau đó đến âm 2, sau đó đến 0, rồi 1, 2, 5. Ok, vậy chúng ta sẽ chọn được ở đây phương án đúng sẽ là phương án C. Câu 26C nhá. Câu 26C này. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu 27. Câu 27 là tổng các số nguyên x thỏa mãn âm 10 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 13 là câu A là 33, câu B là 47, câu C là 23, câu D là 46. Vậy bây giờ mình sẽ xem tổng, tức là phép cộng này, các số nguyên x, nhớ nhá, số nguyên x này, tổng này. Rồi, thỏa mãn âm 10 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 13. Vậy chúng ta sẽ xem đó là các số nào. Thì ở đây chúng ta thấy lấy là gì? Đây là mình sẽ có các cái số nguyên thỏa mãn cái điều kiện này. Đó là số mấy nhỉ? Số âm 9, đúng không? Âm 9 này, âm 8, âm 7, âm 6, âm 5, âm 4, âm 3, âm 2, âm 1. Sau đó đến số mấy nhỉ? 0,
Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, chấm 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 đến số mười mấy nhỉ? 13. Đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ để ý cho cô là ở đây, ví dụ ở đây chúng ta có đến cái số 9 nhá. Số âm 9 và 9 thì cộng với nhau chắc chắn là không rồi, tại vì đây là hai số nguyên đối nhau. Tiếp theo là âm 8 và 8, âm 7 và 7, âm 6 và 6, âm 5 và 5, âm 4 và 4, âm 3 và 3, âm 2 và 2, âm 1 và 1. Vậy thì ở đây nó sẽ chỉ còn các số nào các bạn nhỉ? Sẽ đây, số này hết rồi nhá. Đấy, bị triệt tiêu rồi. Vậy thì nó sẽ chỉ còn các số nào nhỉ? Đó là còn các số 0 này. Tiếp theo là còn số nào nữa? Số ở đây là số 10 này. Tiếp theo là còn số nào? 11 này, 12 và 13. Đó, được chưa? Rồi. Vậy từ đây chúng ta sẽ tìm ra được tổng các số này này. Tổng ở đây thì sẽ còn là 10 cộng 11 này, cộng 12 cộng 13. Thì ở đây chúng ta có là 10 cộng 11 là 22 này. 22, 22 mà cộng đây, đây mình sẽ thay bằng phép cộng nhá. Đấy. Thì ở đây là cộng với 12 cộng với 13 thì ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Đây sẽ bằng 34 này. Rồi, 34 cộng với 13 thì ở đây chúng ta sẽ được là bằng bao nhiêu? Là 57. Đấy, thì ở đây chúng ta thử xem là đây cô thử xem à cô xin lỗi nhá là 47 đúng không? 47. Vậy chúng ta sẽ chọn được phương án đúng ở đây sẽ là phương án B. Chưa? Vậy câu 27 là câu B. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 28 nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 28 này. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức 2009 trừ đi. À bây giờ bỏ ngoặc này và chúng ta lưu ý cái quy tắc dấu ngoặc, đó là khi bỏ dấu ngoặc này mà đứng trước dấu ngoặc là dấu trừ thì chúng ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Còn trước dấu ngoặc là dấu cộng thì chúng ta sẽ giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc, đúng không? Thì ở đây người ta bỏ cái dấu ngoặc này mà có dấu trừ đứng trước. Vậy chúng ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Vậy ở đây đang là cộng 5 đây thì mình sẽ phải đổi thành trừ 5. Đấy. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ có là sẽ là 2009 này chuyển thành trừ 5. Rồi âm 9 này chuyển thành cộng 9. 2008 dương thì chuyển thành âm 2008. Rồi vậy ở đây chúng ta sẽ soi cho cô xem đáp án nào đúng nào. Ở đây chúng ta sẽ chọn được đó là phương án C, đúng không? Đây, phương án C. Phương án C sẽ là phương án đúng nhá. Ở đó là câu 28, chọn C. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 29 nhé. Câu 29 của chúng ta đó là tính cho cô âm 52 cộng 70 kết quả sẽ là à, câu A là âm 18, câu B là 18, câu C là âm 122 và câu D là dương 122. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy đây là cái trường hợp cộng hai số nguyên khác dấu, đúng không? Thì chúng ta sẽ cộng như nào nhỉ? À, bây giờ cô sẽ cộng lại câu 29 này nhá. Âm 52 cộng với 70 thì chính là bằng cộng hai số nguyên khác dấu thì chúng ta sẽ lấy cái phần số tự nhiên. Đấy, đó là 70 này trừ đi phần số tự nhiên của số âm 52, đúng không? Rồi. Đấy, vậy là 52 này và đặt trước kết quả, đặt trước cái hiệu này dấu của số mà có phần số tự nhiên lớn hơn. Vậy ở đây chúng ta thấy là số 70 có phần số tự nhiên lớn hơn so với số âm 52, đúng không? Vì 70 lớn hơn 52. Vì vậy mà chúng ta sẽ thấy là kết quả của cái hiệu này nó sẽ mang dấu dương, giống như thằng 70. Vậy thì kết quả ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 70 trừ đi 52 thì chúng ta sẽ được bằng 18. Đó, vậy chúng ta sẽ chọn cho cô được phương án đúng ở đây là phương án B nhá. Câu 29B. Tiếp câu 30. À, câu 30 thì người ta yêu cầu chúng ta thực hiện phép nhân. Nhân hai số nguyên cùng dấu. À, nhân số nguyên cùng dấu thì chắc chắn sẽ ra kết quả là dương. Sau đó mình sẽ nhân cái phần số tự nhiên với nhau này. 8 nhân với 25 thì ở đây sẽ được là bằng 25 nhân với 8 này. Đấy, cô sẽ nhân ra nháp nhá. 25 nhân 8, 5 nhân 8 40 biết không nhớ 4 này, 28 16 nhớ 4 là 20. Vậy đây là 200.
Kết quả là dương 200. Chọn phương án A. Câu 30 là A. Tiếp sẽ là câu 31 này. Trong tập hợp Z, các ước của âm 12 là... trong tập hợp Z là tập hợp số nguyên các bạn nhé. Thì các ước của âm 12 là số nào? Thì ở đây chúng ta sẽ phải có là bao gồm cả số âm và số dương, đúng không? Ở đây chúng ta có là số nào? Âm 12. Thì ở đây sẽ là phương án nào nhỉ? Phương án A thì là thiếu, đúng không? Thiếu các số nguyên âm. Còn phương án B chúng ta thấy có đủ không? Đủ, đúng không nào? Đây là âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, âm 6, âm 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ok, vậy ở đây chúng ta thấy là câu 31 sẽ chọn phương án B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho câu 32. Đấy, 32 là phần hình rồi. Đấy, hình vuông có cạnh là 5 thì chu vi và diện tích của nó lần lượt sẽ là gì? Chúng ta nhớ lại cho cô chu vi của hình vuông nhé. Chu vi của hình vuông thì sẽ bằng độ dài một cạnh nhân với 4, đúng không? Tức là 4 nhân A. Với A là độ dài cạnh của hình vuông. Vậy ở đây sẽ là 4 nhân mấy? 4 nhân 5 thì sẽ bằng 20, và đây sẽ là 20cm. Đấy, nhớ là chu vi. Được chưa? Tiếp theo là diện tích của hình vuông này thì sẽ là gì? Độ dài một cạnh nhân với chính nó. Vậy ở đây diện tích này thì sẽ bằng ở đây là A bình phương. Vậy đây sẽ là 5 bình phương, đúng không? 5 bình phương ở đây thì bằng 25. Nhưng mà lưu ý ở đây đơn vị phải là cm vuông. Chưa? Vậy ở đây chu vi và diện tích của hình vuông này lần lượt sẽ là 20cm, 25cm vuông. Vậy ở đây chúng ta lại chọn cho cô phương án là phương án B. Đúng không? Lưu ý các bạn thấy là có rất là nhiều phương án nhiễu chúng ta này. Nó chỉ khác nhau với cái đơn vị thôi. Đó, các bạn mà không chú ý là sẽ chọn sai ngay, đúng không? Vậy ở đây câu 32 sẽ là câu nào nhỉ? 32 sẽ là câu B. Tiếp theo sẽ là câu số 33 nhé. Câu số 33 này, hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó sẽ là bao nhiêu? Câu A này, 300cm vuông, câu B là 150cm vuông, câu C là 75cm vuông và câu D là 25cm vuông. Vậy ở đây chúng ta nhớ lại cho cô công thức tính diện tích của hình thoi. Diện tích của hình thoi thì sẽ bằng 1/2 chiều dài hai đường chéo, đúng không? Rồi, vậy bây giờ mình sẽ tính nhá. Đây chúng ta sẽ có là S sẽ bằng này. S ở hình thoi trong trường hợp này thì sẽ bằng 1/2 hai đường chéo, tích hai đường chéo này là 10 x 15. Đấy, vậy chúng ta thu được bằng bao nhiêu? Đây cô sẽ có là 10 x 1/2 thì sẽ bằng 5 này. 15 x 5 thì sẽ bằng 75. Và đơn vị là cm vuông. Đó, vậy các bạn sẽ chọn được câu 33 sẽ là phương án C. Câu 33C nhá. Tiếp theo sang câu 34. Hình bình hành có diện tích 50cm vuông và một cạnh bằng 10cm vuông. 10cm thì chiều cao tương ứng với cạnh đó là... bây giờ chúng ta có nhá. Đây cô sẽ vẽ một cái hình bình hành minh họa như này nhá. Ví dụ đây là một hình bình hành này. Có diện tích, diện tích của hình bình hành ở đây người ta cho là bằng bao nhiêu rồi? 50cm vuông rồi, đúng không? Rồi người ta cho một cạnh bằng là 10cm. Đây cạnh này là 10cm đi. Thì bây giờ người ta hỏi cái chiều cao tương ứng với cạnh này. Chiều cao tương ứng đây. Đấy, vậy ở đây thằng H này sẽ bằng bao nhiêu? Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ nhớ lại cho cô công thức gì tính diện tích của hình bình hành. S hình bình hành thì sẽ bằng gì nhỉ? Bằng A nhân với H. Với A là chiều dài cạnh. Đấy, và H là chiều cao tương ứng với cái cạnh đấy. Thì ở đây chúng ta thay vào cho cô. Đây là 50 này thì sẽ bằng S hình bình hành là 50 rồi. A ở đây chúng ta có là 10, đúng không? Còn H đây chúng ta đang cần tính. Thì suy ra H thì sẽ bằng là 50 chia cho 10. Vậy thì H sẽ bằng 5. Đó, vậy ở đây nó sẽ bằng 5cm. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn câu 34 phương án A. Chưa? Câu 34 là A. Tiếp câu 35. Hình thang có này, đây cô xin lỗi một chút nhá.
Ở đây chúng ta có là hình thang có diện tích là 50cm² và có độ dài đường cao là 5cm, thì tổng hai đáy, hai cạnh đáy của hình thang đó bằng. À, bây giờ người ta bảo tính tổng hai đáy, nhớ nhá, tổng hai đáy. Đấy, ở đây người ta bảo là hình thang này có diện tích này, S của hình thang ở đây là người ta cho bằng 50cm². Đấy, cô tóm tắt ra nhá. Có độ dài đường cao, đường cao là H chính là 5cm. Tổng hai cạnh đáy của hình thang đó bằng. Nhớ lại cho cô công thức tính diện tích của hình thang nhá. Thì nó S sẽ bằng gì? À, đáy lớn, đáy nhỏ ta đem cộng vào này. Đáy lớn là bao nhiêu? Là chưa biết đúng không? Đáy lớn cộng đáy nhỏ. Ví dụ đáy lớn và đáy nhỏ cô gọi là A và B chẳng hạn. Rồi, đem cộng vào này. Cộng vào nhân với chiều cao ở đây là H này. Sau đó chia đôi, tức là nhân với 1/2. Đây sẽ là 1/2. Đúng không? Rồi, bây giờ mình thay vào nhá. Thay vào. S này ở đây là bằng 50 này. Thì sẽ bằng 1/2 nhân với A cộng B. Rồi, nhân với H ở đây là bao nhiêu? 5. Đấy, vậy từ đây các bạn sẽ suy ra cho cô cái tổng. Tổng hai đáy, tức là A cộng B này. Suy ra A cộng B ở đây. A cộng B chính là bằng gì nhỉ? Đây chúng ta có là ở đây là 1/2 nhân với A cộng B nhân 5, thì chúng ta có là A cộng B thì sẽ bằng 2 nhân với 50 rồi chia cho 5, đúng không? Rồi thì ở đây chúng ta có là 50 nhân với 2 thì sẽ là 100 này. 100 chia cho 5 thì sẽ được là 20. Đấy, vậy ở đây A cộng B sẽ bằng 20cm. Ở đây các bạn sẽ chọn cho cô phương án D. Chưa? Câu 35 là D. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 36 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu 36 này. Câu 36 cho trừ 5 trừ x bằng trừ 11 thì x sẽ bằng bao nhiêu? Câu A là 6, câu B là âm 6, câu C là 16 và câu D là âm 16. Vậy bây giờ đối với bài này thì chúng ta sẽ tìm x cho cô, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có này. Đấy, âm 5 này trừ đi x mà bằng âm 11. Đó, vậy ở đây x của chúng ta đóng vai trò là số trừ. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Vậy ở đây sẽ là âm 5. Đấy, trừ đi hiệu đó là âm 11. Được chưa? Vậy ở đây cô sẽ thu được là x sẽ bằng nào? Âm 5 mà trừ đi một số thì tức là cộng với số đối của số đó. Vậy ở đây sẽ là âm 5 cộng với số đối của âm 11 thì là số 11. Rồi bây giờ nó lại đưa chúng ta về cái bài toán là cộng hai số nguyên khác dấu. Vậy cộng hai số nguyên khác dấu ở đây thì chúng ta sẽ lấy được là 11 trừ đi 5. Đúng không? Vậy kết quả x sẽ bằng là 6. Đó, vậy chúng ta sẽ khoanh vào phương án A cho cô. Chưa? Vậy 36 sẽ là A. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô câu 37 nhé. Câu số 37 này. Đó là một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 180m. Nếu tăng chiều rộng lên 6m, giảm chiều dài đi 6m thì diện tích mảnh đất không thay đổi. Tính diện tích của mảnh đất đó. À, vậy bây giờ chúng ta sẽ cởi thấy này. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 180m. Đó, tức là dài cộng rộng nhân 2 thì sẽ bằng 180, đúng không? Rồi, và chúng ta muốn tính được tổng của chiều dài và chiều rộng thì các bạn sẽ tính cho cô nửa chu vi bằng cách là lấy 180 này chia cho 2. Chưa? Thì sẽ ra là tổng chiều dài và chiều rộng. Tiếp theo chúng ta dựa vào dữ kiện thứ hai, đó là nếu tăng chiều rộng 6m và giảm chiều dài 6m đấy thì diện tích không thay đổi, thì tức là gì? À, tức là chiều dài hơn chiều rộng 6m, đúng không? Đấy, dữ kiện này rất là quan trọng nhá. Đấy, nếu tăng chiều rộng 6 mà còn và giảm chiều dài đi 6 thì diện tích không thay đổi. Vậy tức là chiều dài hơn chiều rộng 6m. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích mảnh đất này như thế nào? Bây giờ, vậy chúng ta, bài này cũng hơi khó nên cô sẽ giải chi tiết cho các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên thì cô sẽ tính được đó là nửa chu vi. Đấy, cô sẽ tính nhé, nửa chu vi này. Nửa chu vi là, đây cô lấy 180 chia cho 2. Đấy, 180 chia 2 thì sẽ bằng 90. Và đây là mét.
Tiếp theo bây giờ chúng ta có là vì tăng chiều rộng 6m và giảm chiều dài 6m thì diện tích không thay đổi. Đấy, cô có nhá. Vì tăng chiều rộng 6m giảm chiều dài 6m thì diện tích không đổi. Không đổi. Nên mình sẽ có là nên khi đó chiều dài sẽ hơn chiều rộng 6m. Nên chiều dài hơn chiều rộng 6m. Rồi, đấy, bây giờ chúng ta sẽ có tính cho cô được chiều rộng nhá. Chúng ta sẽ tính cho cô chiều rộng này. Chiều rộng sẽ là, đấy, các bạn lấy nửa chu vi này. Nửa chu vi là 90 trừ đi 6, sau đó tất cả chia cho 2 thì chúng ta sẽ ra được. Đó là chiều rộng, đúng không? 90 trừ 6 thì sẽ bằng là 84. 84 mà chia cho 2 thì được bằng 42. Và đơn vị ở đây là mét. Tiếp theo mình sẽ tính chiều dài cho cô nhá. Chiều dài. Chiều dài thì sẽ là gì? Lấy nửa chu vi này trừ đi chiều rộng thì sẽ ra chiều dài. Đó là 90 trừ đi 42. Đúng không? 90 mà trừ đi 42 thì sẽ được là 40 mấy nhỉ? 48, đúng không? Đấy, được 48m. Được chưa? Hoặc là các bạn lấy chiều rộng này cộng thêm 6 thì cũng sẽ ra là chiều dài như này. Bây giờ mình sẽ tính được diện tích nhá. Diện tích mảnh đất là, đây, lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Tại vì đây là hình chữ nhật thì lấy dài nhân rộng nhá. Rồi đây sẽ là 42 nhân với 48 này thì sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta sẽ nhân ra nháp cho cô này. 42 nhân 48 này. 2 nhân 8 là 16, nhớ 1, 4 8 3 2, nhớ 1 là 33. 2 nhân 4 là 8, 4 nhân 4 là 16. Vậy đây là 61 0 nhớ 1 về 2. Vậy là 2016. Đơn vị là mét vuông. Rồi vậy chúng ta sẽ khoanh được cho cô phương án A. Đúng nào? Đây là câu số 37. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 38 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho cô câu số 38 này. Người ta hỏi là hình tam giác đều có mấy trục đối xứng. Nhớ lưu ý cho cô là trục đối xứng nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể trả lời được cho cô là tam giác đều là sẽ có 3 trục đối xứng, đúng không? Cô lấy ví dụ, cô vẽ một cái tam giác đều như này nhé. Đây cô vẽ tượng trưng thôi. Đấy thì trục đối xứng của tam giác đều đây. Đấy, được chưa? Nó sẽ có 3 trục đối xứng. Đấy, đây chính là 3 trục đối xứng của tam giác đều. Vậy ở đây câu 38 mình sẽ khoanh được đáp án. Đó là đáp án C, đúng không? Tiếp theo câu 39. Hình nào sau đây không có tâm đối xứng? Nhớ là không có nhé. Thì ở đây chúng ta có là câu A, hình vuông. Hình vuông có tâm đối xứng đó là hai đường chéo, tức là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông sẽ là tâm đối xứng. Tương tự như thế thì hình chữ nhật cũng vậy này, hình bình hành. Đấy, thì ở đây cũng thế, vậy thì hình ở đây không có tâm đối xứng sẽ là hình tam giác đều. Hình tam giác đều nó chỉ có ba trục đối xứng chứ nó không có tâm đối xứng. Được chưa ạ? Rồi, đó là câu số 39. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu cuối cùng, đó là câu 40. Câu 40 này, đoạn thẳng AB có độ dài 4cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OA. Ví dụ đây, cô cho nhá. Ví dụ đây là đoạn thẳng AB này. AB này có độ dài là 4cm. Được chưa? Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tâm đối xứng của đoạn thẳng AB nhá. O. Đấy, thì khi đó O được gọi là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Thì tức là O chính là trung điểm của đoạn thẳng AB, đúng không? Vậy khi đó điểm O này nó sẽ chia đoạn thẳng AB này thành hai đoạn thẳng bằng nhau là OA bằng OB.
Đấy, thì khi đó chúng ta sẽ có là độ dài đoạn thẳng OA này sẽ bằng độ dài đoạn thẳng AB chia cho 2. Vậy là AB chia cho 2 này. Đấy, OA nhá, đoạn OA thì sẽ bằng AB chia 2 và sẽ bằng 4 chia cho 2 thì sẽ bằng 2 cm. Vậy đây chúng ta cũng chọn được cho cô là phương án A, chưa? Đó là 40 câu trắc nghiệm. Đó, thì các bạn thấy là 40 câu trắc nghiệm cũng có những câu khó, những câu dễ đúng không nào? Và nói tóm lại là có những câu mà chúng ta phải trình bày ra, rồi có những câu mà chúng ta có những cái mẹo mà chúng ta có thể làm nhanh được trong cái phần trắc nghiệm này. Vậy thì chúng ta thấy là để mà làm tốt được cái đề thi học kỳ sắp tới ấy, thì các bạn sẽ phải ôn cho cô tổng hợp kiến thức từ đầu năm đến giờ này. Từ cái phần đó là phần liên quan đến tập hợp, rồi thì tiếp theo đến những cái phần đằng sau, ví dụ như thể là hình có tâm đối xứng, hình có trục đối xứng, vân vân, được chưa? Và chúc các bạn sẽ đạt được cái kết quả thật tốt trong cái kỳ thi học kỳ nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các bài giảng trong chương trình học kỳ 2. Thân ái chào tạm biệt. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.